Chào các bạn. Các bạn có đang thực sự ổn không? Hay là đang bất ổn? Bất ổn có nghĩa là mình không giữ được trạng thái tâm lý quân bình, ổn định, bình thường một cách liên tục. Nó cứ lên xuống bất thường như là có một thế lực kiểm soát. Nó cứ lên xuống bất thường như là có một thế lực nào đó kiểm soát mình chứ không phải là mình nữa. Kiểu như là một con người khác, dễ cáu gắt, dễ nổi giận, dễ phản ứng, dễ buồn, dễ tổn thương. Và dĩ nhiên là khi mình đối đầu với những biến cố đang xảy ra, có những khó khăn bất như ý nó ập tới. Khi mà những biến cố đã đi qua rồi, hoặc ít nhất trong giây phút này nó đang không có mặt, mà ta vẫn cứ hoảng loạn, sợ hãi và nơm nớp lo sợ, nghĩa là ta đang có vấn đề. Có thể là ta đang bị tổn thương tâm lý, nghĩa là chúng ta để cho tâm lý của mình, cảm xúc của mình rơi xuống một cung bậc rất thấp và mắc kẹt ở đó luôn. Nghĩa là luôn sống trong tình trạng tiêu cực. Nghĩa là luôn sống trong tình trạng tiêu cực đó. Kiểu như trước đây mình là một con hổ dũng mãnh, thì bây giờ mình chỉ là một con mèo cực kỳ nhạy cảm. Một người trầm cảm thường sẽ bước qua ba giai đoạn chính. Đó là luôn cảm thấy cái gì cũng chán hết. Buổi sáng thức dậy không còn có chút năng lượng nào cả. Không muốn làm bất cứ việc gì. Dù là có những việc trước đây mình rất là ưa thích. Có những dự án mình rất đam mê nhưng cũng không muốn làm. Và kể cả cũng không muốn tiếp xúc với bất cứ ai. Cảm thấy các mối liên hệ tình cảm không có ý nghĩa gì, không giúp ích được gì cho mình cả. Chỉ muốn một mình ở trong phòng, chỉ muốn tiếp xúc với điện thoại, máy tính hay là thú cưng thôi. Giai đoạn 2 đó là sợ hãi đám đông, sợ gặp những người, sợ phải tiếp xúc, sợ gặp người lạ, sợ phải tiếp xúc sâu với người thân quen, sợ họ dò xét để ý rồi hành hỏi, sợ họ biết rất rõ về mình, về tình trạng của mình, sợ những công việc khó khăn, sợ mình làm không được trở nên tự ti và mặc cảm, thấy mình trở nên nhỏ bé giữa cuộc đời vô cùng rộng lớn, thấy mọi thứ xung quanh cực kỳ nguy hiểm. Giai đoạn 3 đó là tuyệt vọng. Thấy mình như lạc vào khu rừng tối đen, không tìm thấy lối ra, hay là rơi xuống một hố sâu vô tận mà không bám được gì cả. Thấy không ai hiểu được mình, thấy cuộc đời này không còn ý nghĩa gì để sống. Thậm chí một ngày như vậy nghĩ tới cái chết rất nhiều lần. Rất nhiều người vì trầm cảm mà tự tử. Thực ra trầm cảm không quá đáng sợ, nó chỉ là một phần trong con người chúng ta thôi, một phần sai sót nào đó cần phải được điều chỉnh, cần chúng ta hiểu và thừa nhận mình có vấn đề và muốn quay về giúp đỡ. Câu hỏi đặt ra là mình có thấy tình trạng của mình hay không? Có thấy sự bất ổn của mình không? Và có gọi được tên của nó không? Đã quay về giúp đỡ chưa? Đã thực sự giúp đỡ chưa? Đã dồn toàn tâm để quay về chữa lành vết thương chưa?
có biết những phương cách hữu hiệu để chữa lành chưa và kết quả bây giờ như thế nào? Nếu chúng ta biết mình có vấn đề mà vẫn còn lơ là hoặc không chịu thừa nhận thì tình trạng đó sẽ ngày càng một lớn dần và căn bệnh đó sẽ hủy diệt chúng ta. Như vậy thì một người bị tổn thương tâm lý, một người bị trầm cảm thì có chữa lành được không? Thì câu trả lời đó là có, nhưng mà rất khó. Và đó cũng là câu chuyện của một ca sĩ nổi tiếng. Anh đã có 10 năm tiến tới vinh quang của nền showbiz Hàn Quốc. Thì anh ta đã để lại một lá thư tuyệt mệnh, trong đó có ghi là: cuộc sống nổi tiếng của một ca sĩ không thuộc về tôi. Đó là ca sĩ Kim Jong Un. Tâm hồn của tôi đang vỡ vụn từng mảnh nhỏ và tôi đang cố gắng kêu gào để gom mọi ký ức lại, nhưng có vẻ rất là vô vọng. Khi mà cái hơi thở của mình quá khó khăn, mình có nên ngừng thở luôn hay là không? Và trong lúc này tôi chỉ có một mình thôi. Tôi tự hỏi ai sẽ chịu trách nhiệm cho cuộc đời của mình. Câu trả lời đó là chỉ có một mình tôi thôi. Vậy mà trước giờ tôi chưa làm gì cho cuộc đời của mình cả. Tôi cố tranh đấu với thế giới bên ngoài, nhưng mà tôi không có sở trường đi tranh đấu. Cuộc sống nổi tiếng của một ca sĩ nó không thuộc về tôi, cho nên tôi không thể chịu đựng nổi cái sự đau đớn này. Đó là lời trăn trối của ca sĩ Kim Jong Un, và anh ta đã chọn cái chết để thoát khỏi sự đau khổ này. Và trên vai trái của anh ta có xăm hình một con chó đen. Ở dưới có ghi dòng chữ tạm dịch là như này: nếu mà đụng vào nó là nó sẽ cắn chết. Và hình ảnh con chó đen được dựa trên một clip mà các bạn cùng đón xem. Tôi có một con chó mực, tên nó gọi là Trầm Cảm. Mỗi khi con chó xuất hiện, suy nghĩ của tôi bỗng biến đi đâu mất và cuộc sống dường như chậm lại. Nó luôn làm tôi ngạc nhiên vì những lần viếng thăm đột ngột. Nó không có lý do, không có mục đích. Con chó thay đổi bộ dạng tôi và cho tôi cảm thấy như một người già đi trước tuổi. Khi thế giới ngoài kia dường như đang tận hưởng cuộc sống, tôi chỉ có thể nhìn nó qua con chó mực. Những hoạt động mang cho tôi niềm vui ngày trước bây giờ không còn vui nữa. Nó lấy đi sự ngon miệng của tôi. Nó nhai luôn trí nhớ của tôi, khả năng tập trung của tôi. Làm gì hay đi đâu với con chó mực đều cần một sức mạnh ghê gớm. Trong những lần gặp mặt mọi người, con chó cố đánh hơi ra sự thoải mái của tôi và đuổi nó đi. Nỗi sợ lớn nhất của tôi là bị phát hiện và bị mọi người sẽ đánh giá tôi. Vì sự xấu hổ đó và sợ hãi của con chó, tôi luôn sợ rằng mình bị phát hiện. Vì vậy, tôi dành phần lớn năng lượng của tôi để che giấu nó. Luôn phải sống giả tạo với cảm xúc của mình thật mệt mỏi. Con chó luôn làm cho tôi nghĩ và nói về những chuyện tiêu cực. Nó làm cho tôi khó chịu và khó gần. Nó lấy đi tình yêu và sự thân mật của chúng tôi. Nó không thích gì hơn là đánh thức tôi dậy với những suy nghĩ và lo lắng vớ vẩn. Nó cũng thích nhắc tới tôi rằng ngày mai sẽ trở nên kinh khủng như thế nào.
có một con chó mực trong cuộc sống của bạn, không phải chỉ như cảm giác hơi thất vọng, buồn bã hơn. Khi nó ở tình trạng tệ nhất, bạn sẽ cảm thấy thế giới đang sụp đổ. Khi tôi lớn hơn, nó cũng trở nên to lớn hơn và nó dính với tôi. Tôi cố đuổi nó đi với tất cả những gì tôi nghĩ là sẽ làm cho nó sợ. Nhưng hầu hết mọi lần nó đều làm chủ tình huống và gục ngã dễ hơn là đứng dậy rất nhiều. Vì vậy, tôi bắt đầu tự điều trị bằng thuốc, nhưng đã không cải thiện được gì nhiều. Thực sự thì tôi cảm thấy bị cô lập khỏi tất cả mọi người và tất cả mọi chuyện. Con chó mực đã thật sự thành công trong việc cướp đi cuộc đời tôi. Khi bạn mất đi niềm vui trong cuộc sống, bạn sẽ bắt đầu nghi ngờ về ý nghĩa của nó. Thật may mắn, đó cũng là lúc tôi bắt đầu tìm đến sự giúp đỡ từ chuyên gia. Đây là bước đầu tiên của tôi đến sự phục hồi và là một chuyển biến quan trọng trong đời tôi. Tôi đã học được rằng không quan trọng bạn là ai, con chó mực ảnh hưởng đến hàng triệu người trên thế giới. Mọi người đều bình đẳng. Tôi cũng học được rằng không có thứ gì giống như viên đạn bạc hay viên thuốc tiên. Nó có thể có tác dụng với một số người, nhưng với một số người khác cần phương pháp khác. Tôi cũng học được rằng sống cảm xúc và chân thành với những người xung quanh có thể là chìa khóa để lật ngược quán cờ. Và điều quan trọng nhất, tôi đã học được cách không e dè với con chó mực. Tôi còn dạy nó một số trò mới do tôi nghĩ ra. Bạn càng căng thẳng, nó càng sổ lớn. Vì vậy, tôi đã học cách làm cho tâm trí tôi yên tĩnh lặng. Khoa học đã chứng minh rằng thể dục thường xuyên sẽ giúp trị bệnh trầm cảm từ nặng đến nhẹ, tương tự như liều thuốc chống trầm cảm tự nhiên. Vì vậy, hãy bắt đầu đi bộ hoặc chạy và để con chó lại phía sau. Hãy viết một cuốn nhật ký về tình trạng của bạn, viết ra suy nghĩ của mình trên giấy có thể làm cho bạn khuây khỏa và làm bạn sáng suốt hơn. Cần nhớ đó là dù mọi việc trở nên tồi tệ như thế nào cũng không quan trọng. Nếu bạn đi những bước đúng đắn, nói chuyện với những người đúng đắn, thì những ngày của con chó mực cũng sẽ qua thôi. Tôi không nói rằng tôi tạ ơn trời vì con chó mực là một người thầy tuyệt vời. Nó bắt tôi phải cân nhắc lại cuộc sống và làm đơn giản nó đi. Tôi đã học được rằng thay vì chạy trốn khỏi những vấn đề, ta phải ôm lấy chúng. Con chó mực có thể luôn là một phần cuộc sống của tôi, nhưng nó không còn là một con thú hoang dã như trước nữa. Tôi thực sự thấu hiểu. Tôi đã học bằng sự hiểu biết, sự kiên nhẫn, kỷ luật và sự hài hước rằng có con chó mực xấu tính nhất có thể thoát hóa được. Nếu bạn đang gặp khó khăn, đừng bao giờ tìm đến sự giúp đỡ. Hoàn toàn không có gì bất thường khi làm như vậy cả. Điều bất thường duy nhất đó là đánh mất cuộc sống quý giá này.